Tiết lộ quá khứ cay đắng của Thanh Hà, nữ ca sĩ vừa chia tay trai thẳng và dính tin đồn yêu đồng giới với Phương Uyên. Thanh Hà sinh năm 1969, là một ca sĩ hải ngoại có nhan sắc rực rỡ và nóng bỏng. Không chỉ sở hữu ngoại hình khiến đàn ông khó quên, cô có tố chất giọng sâu lắng, ngọt ngào. Cả giọng hát lẫn ngoại hình của cô đều được quá gợi cảm, khiến ai đã từng nghe đều yêu thích và ấn tượng. Trời phú cho giọng hát của ngoại hình đẹp, nhưng mấy ai biết rằng tuổi thơ của Thanh Hà đã cay đắng từ thủ năm nôi. Từ lúc lọt lòng, Thanh Hà không được mẹ đẻ thừa nhận. Cô sống bằng sự chăm sóc của người di ruột. Mãi sau này khi mà Thanh Hà thành danh ở nước ngoài, người mẹ mới nhận cô vì khả năng tài chính. Chính Thanh Hà đã cay đắng hỏi mẹ mình, nếu con không phải Thanh Hà, mẹ có nhận con không? So xa thay cô không có câu trả lời nào từ mẹ, vậy nên cô thừa nhận khi họ gặp nhau tình cảm nhạt nhòa như nước ốc. Thanh Hà trải lòng, đã nhiều lần tôi cũng buộc tội bà ấy vì sao lại bỏ rơi mình. Nhưng trong lần gặp gần đây, bà ấy đã nhận hết lỗi lầm. Tôi cũng chẳng cảm nhận được tình cảm gì, vì có lẽ hai chúng tôi đã xa cách nhau quá lâu. Tôi nghĩ mình không có quyền tha thứ cho ai hết, và bà ấy cũng vậy. Thậm chí mới đây khi tham gia chương trình sau ánh hào quang do MC Trấn Thành dẫn, lúc bất ngờ được gặp mẹ, Thanh Hà đã trốn người mẹ ấy trong nghẹn ngào. Cô cho biết bản thân đã vô cùng hoảng hốt và không biết sẽ phải đối diện như thế nào với người mẹ mà cô từng tin tưởng đó chỉ là gì. Thanh Hà chua xót sự xuất hiện của bà trong chương trình hoàn toàn bất ngờ đối với tôi. Khi gặp lại mẹ và cô em cùng mẹ khắc cha ở chương trình, tôi thực sự hoảng hốt, sợ hãi đến mức bật khóc và đi trốn. Câu chuyện của Thanh Hà đã khiến nhiều khán giả đau xót thay cho cô về hoàn cảnh thật đặc biệt. Một đứa trẻ sinh ra nhận lầm gì là mẹ, rồi sau đó mới biết sự thật mẹ đẻ của mình là một người khác. Nỗi đau ấy chỉ có chính người trong cuộc mới tỏ tường. Thanh Hà, 17 tuổi, tha hương không người thân, không nghề nghiệp, cô buộc lòng phải lăn mình vào cuộc sống để mưu sinh, nhờ đó cô đã có được đức tính kiên trì độc lập. Mãi sau đó Thanh Hà bất ngờ được làm ca sĩ trong vũ trường và bắt đầu từ đây cô gắn tên mình về ánh đèn sân khấu. Cuộc hôn nhân đầu của cô với nhà công nghèo, nhưng mọi thứ lúc ấy chỉ diễn ra trong chớp nhoáng vì chính tính cách của cô. Sau đó Thanh Hà chia tay rồi kết hôn với người đàn ông có tên Andy Hồ, một doanh nhân bất động sản. Nhưng vì ước mơ làm ca sĩ thì cuối cùng cô lại chia tay chồng khi con gái mới 17 tháng tuổi. Bắt đầu từ đây Thanh Hà làm lại cuộc đời. Nói về mọi chuyện đã qua, nữ ca sĩ tâm sự. Một người dù có yêu mình đến bao nhiêu cũng có thể bỏ mình bất cứ lúc nào. Nhưng âm nhạc thì không. Tôi đã chọn âm nhạc và có lỗi với gia đình. Và rồi cuộc hôn nhân thứ hai cũng mau chóng lụi tàn, khiến Thanh Hà chẳng còn niềm tin và tình yêu. Mãi sau này cô gặp Roland, một cuộc đời trở nên thăng hoa, vui vẻ và hạnh phúc hơn. Một người phụ nữ đã trải qua đủ mọi cay đắng thất bại về tình yêu lẫn cuộc sống ấu thơ, cay cực đã khiến chàng trai trẻ Roland mê đắm. Thanh Hà độc lập trong tài chính, cá tính trong tình yêu và nhiệt huyết cho âm nhạc đã trở thành điểm hấp dẫn mãnh liệt. Và đó chính là sức hút khiến chàng trai trẻ Roland luôn quấn quyết và yêu thương cô suốt đời. Tuy nhiên khi suýt làm đám cưới với trai thẳng thì nữ ca sĩ lại tuyên bố chia tay. Nữ ca sĩ ngoài 50 tuổi trả lòng trên trang cá nhân. Đừng nói tôi khác biệt chỉ vì tôi cá tính thôi. Đừng nói tôi bạc bẽo vì đến lúc tôi muốn sống cho chính mình. Đừng nói tôi thích thay đổi khi tôi buộc phải đi tìm hạnh phúc đúng nghĩa. Đừng nói tôi gây chú ý khi chính bạn mới là người muốn gây chú ý. Đừng nói những lời cay nghiệt khi bạn vẫn còn cả cuộc đời phía trước. Đừng nói những điều to lớn khi bạn dành cả thanh xuân để xăm soi chuyện người. Đừng hóa thần thánh bản thân khi bản thân chưa luyện xong kiếp người hiện tại mối quan hệ của cặp đôi ca nhạc sĩ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả phần đa đều chúc phúc cho họ và mong muốn cả hai đều có được những cảm xúc thật tốt đẹp